chốt 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 cái đầu tiên là chúc mừng cho những cái bạn giống như bạn thuận hôm nay uh, chúng đúng không ba trăm phần trăm chơi salon à ba trăm phần trăm chơi salon ok đây là bạn thuận ok uh, bạn nguyên bạn khoa thì hôm nay chúng 400 trăm uh, là đô giữa chơi spot và future Ok. Và riêng những cái bạn này hôm nay thì mình ngủ tới 4 5 giờ chiều mình mới dậy lận. Ok và lúc mình mở ra thì đây là những cái tin nhắn và mình cực kỳ vui mừng. Và tại sao như vậy đó? Từ vừa rồi mình đã biết là mình đã đổi cái cái dịch vụ mình cộng nó vô hết luôn. Mình mình cộng Ok, lựa chọn số 1 cũng có Bitcoin, Ethereum và những đồng altcoin trong đó. Và trong những đồng altcoin thì nó có 9 đồng lận. 9 đồng không phải là ngày nào mình cũng đưa cho bạn 9 đồng altcoin hết. Mình sẽ chọn những cái đồng mà nó có bay bổng xác suất có thể chốt đơn chốt đơn được ngày hôm đó mình chia sẻ cho bạn. Ít nhất đầu tầm khoảng tới 2 tới 3 đồng mỗi ngày. Thì cho là một ví dụ tại sao mình làm như vậy, tại sao là mình gom nó vô như vậy luôn. Bởi vì nhiều lúc á Bitcoin nó đọc bằng nhưng cái tôi giống như là cái tuần vừa rồi. Cái cuối tuần nè. Hôm nay là cuối ngày chủ nhật đúng không? Thứ bảy chủ nhật nó gọi là thứ sáu thứ bảy chủ nhật luôn nó không có đi đâu hết nó không có nó không có bay bổng cho máy cách đâu khoảng có 100 đô 200 đô hết Ethereum cũng vậy Ethereum thì đi sát với Bitcoin nhưng trong cái thời gian Bitcoin và Ethereum á, đứng yên tại chỗ như vậy không có thể chốt đơn được thì làm sao Solana chốt đơn vừa rồi cho những người cập nhật tín hiệu Solana cái vùng đường chỉ đường chỉ, chỉ cổ là đây là những vành cam mình cho bạn để mua vô vùng này mua vô vùng này mua vô vùng này mua vô vùng này mua vô ok và lên chốt đơn bởi vì vậy nghe à, bởi vì vậy thì cái cái bạn bạn khoa và bạn thuận và chỉ có vài người nhắn vô thôi bạn khoa mình không có hỏi gì hết bạn này chỉ có đắn nhắn vô thôi bạn thuận thắng thắng ba trăm mấy phần trăm thì trong một cái thời kỳ Bitcoin và Ethereum đóng ăn đóng băng như vậy thì mình vẫn có thể cắn được những cái đồng khác cũng giống như cái đồng này nó lên một <laughs> tính không nói tính tiền dưới đây nha bởi vì đã vừa rồi nó phá vỡ cái cái vành đen này cũng là một cái điểm là để, để vô hàng ok mà mình tính chắc chắn là cái đường chỉ cổ của vai và đầu thì đây là 17 phần trăm trong một thời kỳ thời kỳ mà Bitcoin thì theo đóng băng như vậy sala là, là lên 7 17 chỉ qua một ngày trời Ok ít hơn một ngày trời thì bạn còn đòi hỏi gì nữa đúng không? giống như đây, đây là nó đang nằm ở giữa cái đường đường chỉ màu xanh, mình vẽ màu cam cho bạn, độ chỗ đó là vùng mua hàng vô hàng. Sao? chuyện gì xảy ra với uh, với Matic. ok Magic lên bao nhiêu? Magic lên 7%. Uh, XRP vừa rồi lên đây đúng không? Nó lên đây là dựa theo thông, thông tin thông tin uh, về cái cái party của nó ở New York. Rồi sau đó giá tụt một cái vèo đó Thì chỗ này là cái chỗ đánh những cái lệnh gọi lệnh sốt xuống Để cho chốt 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 Ok XOP Đồng lính thì khỏi phải nói rồi Vừa rồi nó phá vỡ cái kháng cự của mình Rồi sau đó nó bay một cái vèo đi lên Thì trong một cái thời điểm mà Bitcoin và Ethereum đóng băng Thì đây là những cái đồng bạn vẫn chốt đơn chốt đơn chốt đơn được Và đã có rất là nhiều người mỗi ngày chốt đơn và nhắn vô mình không Ngày hôm nay thì mình không có gọi là mình không có làm Đúng không? Thì mình mới mở mình mở cái màn hình lên thôi thì đây là những cái gọi là những cái người vừa rồi gửi vô và mình muốn chia sẻ đó là lý do tại sao nghe mình gom nó vô một chỗ lựa chọn số 1 Bitcoin Ethereum và những đồng altcoin vô một chỗ chỉ một cái phí thôi nhiều lúc thằng Bitcoin không bay không chốt đơn được Ethereum không chốt đơn được mình chơi altcoin để mình chốt đơn chốt đơn và chốt đơn và những cái đồng altcoin thì mình sẽ lựa đúng không hôm nay thằng Solana xác suất sẽ bay mình sẽ làm về Solana ngày mai XRP xác suất sẽ bay mình làm XRP ngày mốt lính sẽ bay mình làm sẽ mốt hay là Doge and Litecoin vân 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 thì đó là lý do tại sao là mình muốn bỏ vô trong một cái lựa chọn bởi vì sao cái đồng tiền của bạn á nó phải cần luân luân chuyển nó phải cần chạy nó không nên nằm đúng một chỗ nó đang nằm đúng một chỗ có nghĩa mình mình bạn đã bị đang bị mất của bởi vì sao lạm phát lạm phát và lạm phát bởi vì vậy ok Mày hôm nay mình không rót vô được Bitcoin thì mình rót vô đồng khác để mình chốt đơn. Hôm nay có thể là mình chốt 3%. Hôm nay là một cái, cái gọi là chốt đơn khá là mạnh đúng không? Mười mấy phần trăm để cho cái đồng Solana. Và cái đồng Solana về cái đồng Solana. Mình đã đi với bạn từ ở đây, đúng không? Từ đây về lúc mà vai vai và đầu được giải thì à, được được diễn ra. Ok và không chỉ vậy nó vừa rồi nó nằm ở trong một cái hình tam giác chuỗi đầu đi xuống và xác suất là 60% phá vỡ đi lên và vừa rồi nó phá vỡ. Đây là những vành cam mình kêu bạn mua ở đây, đây đây đúng không đây đây nếu cho những người rõ ràng những cái người mà chưa bao giờ đăng ký cái cái, cái nền tảng này thì nói ô bây giờ ra thông tin vậy sao biết là thì thực sự xác suất là, là như vậy thì những cái người mà đăng ký đã coi cái salon nào, gọi là tuần này qua tuần nọ rồi đó nếu vừa rồi mình kêu bạn mua ở đây vừa rồi mình kêu bạn mua ở đây vừa rồi bạn kêu mình mua mình kêu bạn mua ở đây vừa rồi mình kêu bạn mua ở đây và sau phá vỡ đường phá vỡ đường chỉ cổ của cái vai và đầu mua ở đây thì nếu như vậy đúng đúng là mình chia sẻ như vậy cho bạn á, ghi vào mình vài câu cho những cái người mà chưa có đăng ký để người ta hiểu biết, không chốt được đồng này, chốt được đồng khác, nó là vậy. Mỗi ngày bạn phải chốt đơn, ok? Nếu bạn không chốt đơn thì có nghĩa là bạn chưa biết bạn đang làm gì đâu, bạn đang gọi là vẫn còn uh, học tập, ok? Bạn chưa hiểu bạn đang làm gì, ok? Chốt đơn, chốt đơn và chốt lần thì chúc mừng cho những người nào đã trúng cái đồng Solana và đồng Ma đây ngày hôm nay ok có ba người mới nhắn vô mình chưa có hỏi gì hết ok mà đâu có ba người và ngày nào cũng như ngày nào cũng có người nhắn vô cho mình chốt cái này chốt cái đó cũng giống như bạn hôm nay chốt 400 đô chơi future và chơi spot ok đây là bạn khoa để nói luôn cho những người đều không biết đây là những người thật việc thật đã va chạm với cái nền tảng này tháng này qua tháng nọ ở đây mình không trả phí cho họ để gâu ghi những cái câu hay ho này cho mình đâu ok ở đây mình không chơi cái những cái trò rắc rưới và giả mạo và lừa đảo những cái uh, vớ vẩn ok mình không làm vậy đây là những người thật vì thật ok thì đầu tiên chúc mừng cho bạn thuận nè à, cái cuối cùng ha cho bạn uh, bạn uh, bạn, uh, bạn thúy đâu có bạn chúc uh, chúc mừng cho bạn khoa khoa nè ok và chúc mừng cho bạn uh, thúy nè thúy nè thúy trang nè ok bạn tùng lương này không biết là chúng bao nhiêu nhưng chỉ có chỉ nói là quá chuẩn thôi ok vậy thôi đó là cái lý do tại sao mình gom nó vô, ok? Gom nó vô, phí 35 đô một tháng, ok? Mà bạn lấy được tới 11 đồng, 11 đồng BTC, Ethereum thì ngày nào cũng cập nhật, ok? Còn Alcoin thì đâu có 2-3 đồng hoặc hơn Những cái đồng nào nó bay bỏng trong cái ngày hôm đó Thì đó là lý do tại sao mình gom nó vô một chỗ Bởi vì sao? Nhiều lúc BTC, Ethereum không bay Mình chốt đồng Alcoin, mình chốt Solana, mình chốt Matic mình chốt lính vân 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 và vừa rồi lính đã được chốt, ok, S số đã được chốt, magic đã được chốt, vậy thôi, không có thể đòi hỏi hơn được nữa, đó là vậy, ok, xin chào mọi người.